À, chúng mình bắt đầu luôn ha. Để các bạn vào hơi trễ quá. Giờ mình sang chương số 8 ha. Mình nói về cái security. À, thì chủ đề này thì nó cũng khá dài. Nhưng mà trong cái khuôn khổ chương trình mình á, thì mình cũng đi nhanh qua một số cái khái niệm căn bản thôi, chứ chắc cũng không có thời gian đi vào chi tiết. À. Cái chủ đề mà Network Security ấy, có lẽ là nó cũng chủ đề hot à, trong cái thời điểm hiện nay à, nhưng mà để mà xem như nó hot như thế nào và tại sao nó hot à, các bạn xem thử là khi chúng ta nói về Network Security ấy, mình nói về những cái gì. Thì phiên bản này là có ba cái gạch đầu dòng à, thì coi thử các bạn thấy là trong ba cái gạch đầu dòng đấy đấy. À, những cái mình quan tâm ha, cái cộng đồng quan tâm là cái gì? À, cái thứ nhất là những ta nói là những kẻ xấu tấn công vào cái hệ thống máy tính như thế nào? Không. Thì cái này có lẽ các bạn nghe nhiều. À, lâu lâu là nghe bảo là hacker tấn công vào cái hệ thống này, hay là hacker tấn công hệ thống kia, hay là cái ngân hàng này mất bao nhiêu cái số thẻ tín dụng, hay là cái công ty kia mất cái gì đấy, vâng. À, cái báo chí nói nhiều là cái chỗ này. Cái thứ hai à, cái thứ hai thì cũng có nhưng mà có lẽ là ít nghe nói hơn à, là làm sao mà chống lại những cái đợt tấn công như vậy à, là cái ý thứ hai à, chẳng hạn như là mình biết là lúc nào trên mạng có nguy cơ như vậy thì cái những cái giải pháp mà tấn công vào chuyện đó như thế nào là phải chống được những đợt tấn công là DOS hoặc vân vân à, nó sẽ như thế nào. Một cái thứ ba là các bạn có lẽ là ít nghe hơn à, thì làm sao thiết kế được những cái kiến trúc hệ thống đó, mà nó có thể miễn nhiễm được những đợt tấn công như vậy à, thì cái này là có lẽ là câu công việc khá phức tạp và nó khó khăn nhất, mà nếu chúng ta làm được thì nó sẽ giúp chống chọi những cái đợt tấn công tốt hơn rất nhiều à, vậy liên quan tới cái phần mà thiết kế những cái hệ thống như vậy à, thì các bạn sẽ thấy là nó phức tạp hơn rất nhiều à, thì về cái kiến trúc nó quyết định như thế nào à, thì các bạn có thể thấy chẳng hạn như là hiện nay chúng ta có những cái hệ thống trên iOS, hệ thống trên Android, hay là hệ thống trên Windows, hay là hệ thống trên Mac chẳng hạn, thì những cái nền tảng như vậy á, nó sẽ có cái mức độ mà gọi là an toàn khác nhau à, và cái mức độ mà bị tấn công nó khác nhau à, dĩ nhiên là chúng ta biết là cái nào mà được nhiều người sử dụng à, thì cái khả năng nó bị tấn công càng lớn hơn, đó là đúng à, nhưng mà những cái kiến trúc đằng sau của những cái hệ thống như vậy á, thì nó cũng quyết định cái mức độ mà bị tấn công nhiều ít à, chứ không chỉ là liên quan đến cái người dùng à, thì đấy là cái những vấn đề mà liên quan tới cái network security à. Còn tầm quan trọng của nó như thế nào đối với cái hệ thống internet hiện nay của chúng ta thì cái internet của mình hiện nay á à, nó bắt đầu từ những năm là 69-70 à, thì ở thời điểm mà thiết kế như vậy á, thì người ta chỉ thiết kế những hệ thống máy tính mà nó có thể chia sẻ dữ liệu cho nhau, có thể trao đổi cho nhau à, trao đổi thông tin với nhau là được rồi, chứ người ta cũng không nghĩ đến cái chuyện là làm sao thiết kế cái một hệ thống cho nó an toàn ngay từ đầu à, như vậy là trong cái thiết kế ban đầu của internet hay trong cái định hướng ban đầu là không có cái vấn đề gì liên quan tới security cả. À, lý do đơn giản là tại cái thời điểm đó là cái số lượng người dùng internet nó không có nhiều à, và những người dùng internet người ta gọi là những cái nhóm người sử dụng họ tin cậy lẫn nhau rồi thì không có cái vấn đề gì mà phải liên quan tới vấn đề là bảo vệ cả à, thì vấn đề security nó chỉ à, bắt đầu gọi là trở nên quan trọng là đặc biệt là từ những năm 1990 trở về sau, tức là khi mà cái hệ thống internet được dùng rộng rãi cho cộng đồng và ai cũng có thể tiếp cận được internet à, lúc đó một số cái ứng dụng như là e-commerce rồi những vấn đề chẳng hạn như là cái hệ thống web vân vân à, nó phổ biến
À, thì lúc đó bắt đầu là vấn đề security nó trở lên là quan trọng đối với hệ thống internet. À, mà khi mà quan trọng như vậy á, thì những cái giao thức là họ dần 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 họ sẽ đưa vào những cái vấn đề mà liên quan security, người ta đưa vào trong cái hạ tầng internet. Thì đấy là cái vấn đề mà liên quan tới network security ha. Thì bây giờ quay lại một cái chi tiết, một số cái thông tin cụ thể hơn. Thì những cái người ta gọi là những đối tượng xấu á, tiếng Anh trong này là người ta gọi là bad guy, những đối tượng xấu họ tấn công vào cái hệ thống mình, hệ thống internet như thế nào. Thì đầu tiên là cái mà chắc là các bạn hay nghe nhất là cái mã độc. Mã độc làm sao nó xâm nhập vào một cái máy tính hay là một cái hệ thống mạng máy tính. Thì mã độc có nhiều loại đúng không? Một cái phổ biến các bạn hay nghe nhất là virus. Và cái thứ hai là sâu. Thì ở Việt Nam mình các thói quen làm tất cả mình gọi là virus hết. Nhưng mà về kỹ thuật người ta phân hai loại, virus và sâu. Virus thì nó có khả năng là nhân bản. Nhân bản. Sâu cũng có khả năng nhân bản. Nhưng mà cái cách mà nhân bản của sâu và virus nó khác nhau. Con sâu á, khi mà mình nhận các đối tượng một cách bị động thì con sâu nó cũng có thể tự kích hoạt và nhân bản. Còn virus á, nó chỉ nhân bản mà khi chúng ta kích hoạt cái file một chút của virus đấy. Như vậy là hai sự khác biệt ở chỗ đấy. Thì giống như con virus sinh học thôi, virus sinh học nó là một cái đoạn, một đoạn protein, một đoạn gì đấy, một đoạn mã đấy, và nó sẽ sống ký sinh vào cái vật chủ. Và chỉ khi nó mà mình thực thi cái file mà chứa đoạn mã đó thì con virus mới được kích hoạt, còn không thì nó không kích hoạt. Còn sâu là nó là cái cơ thể họ có thể gọi là hoàn chỉnh hơn, và nó có thể là tự nhân bản và tự kích hoạt. Thì đấy là cái khác biệt giữa sâu và virus. Mã độc nó còn có những cái loại mã độc khác, chẳng hạn như là phần mềm gián điệp, những keylogger vân vân, nó cũng là một dạng mã độc. Những cái đồng mã Trojan của nó cũng là một dạng mã độc. Những cái phần mềm mà quảng cáo nó cài vào trong cái browser của mình, hay là cài vào tính mình để mình quảng cáo, thì đó cũng là một dạng mã độc. Hoặc là những con botnet, là một mạng botnet mà dùng cho cái tấn công mà DDoS, nó cũng là mã độc. Như vậy là có nhiều loại mã độc khác nhau, và mỗi loại mã độc có thể là nó gây hại cho cái hệ thống máy tính của mình một cách khác nhau. Đây là ví dụ là cái tấn công mà DDoS, tức là denial of service. Cái dạng tấn công này á, thì cái máy tính mà bị tấn công nó không bị nhiễm mã độc gì cả, nhưng mà nó bị những con botnet hay là những cái máy tính khác bị nhiễm tấn công và làm cho cái máy tính nó tê liệt, không hoạt động được. Thì cách tấn công của DDoS là phổ biến thế này. Thì đầu tiên là người ta ở đây là cái bên tấn công đó, họ chọn một cái máy nào đó để tấn công. Sau đó nó tạo ra những con botnet, botnet nó phát tán khắp internet. Rồi sau đó nó chọn một cái thời điểm nào đấy, nó phát động tấn công, đó là những con botnet như thế này. Tiếng Việt mình hay gọi là máy tính ma đó, nó sẽ là tấn công vào cái máy tính mà chọn trước, thì làm cho cái hệ thống nó tê liệt, nó không còn thời gian để phục vụ những khách hàng khác được. Từ đấy là cái tấn công mà DDoS. Thì cái tấn công DDoS hiện nay là rất khó để xử lý. Rồi thì đấy là cái DDoS. Còn có những hình thức tấn công khác như là ăn cắp thông tin của tin chẳng hạn. Đấy là hàng A này thì gửi một cái của tin tức B, xin lỗi, B gửi tới A, C là anh trung gian lấy cái tin là mở ra xem cái thông tin chẳng hạn. Thì đấy là cái thông tin. Thì phần mềm mà tụi em dùng thực hành trên lab là cái Wireshark nha, nó là cũng dạng phần mềm mà có thể là mở thông tin của tin và xem nội dung bên trong đấy. Rồi mạo danh địa chỉ IP, trong ví dụ này là cái gói tin thực sự là C gửi cho A, làm một việc gì đấy, nhưng mà trong cái nội dung của tin á thì người gửi lại là B, tức là ở đây trong trường hợp này là C cái mạo danh B để gửi thông tin cho A. Không vâng. Thì những cái slide vừa rồi á là copy cho tụi em là từ cái chương số 1, còn phần kế đen mới là cái chương số 8. Thì vừa rồi á, giới thiệu tổng quan qua về cái network security,
Thì phần này ở chương số 1 nó có nhưng mà mình bỏ qua. Rồi bây giờ mình lặp lại để tụi em có một câu chuyện đầy đủ hơn. Ở chương 8 này là mình tập trung các vấn đề, nó cụ thể hơn tí. Thứ nhất là về cái nguyên tắc của cái an ninh mạng như thế nào, và tập trung một số cái vấn đề quan trọng hàng là về cái mật mã, tiếng Anh là cryptography, như thế nào, vấn đề xác thực, vấn đề mà bảo vệ cái tính toàn vẹn của cái thông điệp như thế nào, một số cái ứng dụng security trong thực tế người ta triển khai ra sao, thì đó cái nội dung của chương số 8 này. Rồi, trước khi mà bắt đầu vào cái nội dung chính thức chương số 8, các bạn có câu hỏi, có thắc mắc gì về những vấn đề mà liên quan tới security mình trao đổi vừa rồi không? Cái chủ đề này còn được mọi người quan tâm không? Cố gắng phản hồi ha. Rồi các bạn thương, những bạn thương là rất hot luôn á. Thế có nhiều người học cái ngành này không? Có nhiều việc làm trong lĩnh vực về security không? Có mình trao đổi bằng 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 thư một tí. Ai cũng bảo rất hot hết nhưng mà có nhiều người học không? Và cơ Hiếu PC là cái gì ạ? Văn An Nguyễn Trọng Phúc. Hiếu PC là cái gì? Bật mic lên nói cũng được. Hacker thôi, hacker. Hacker hợp lương. Như vậy hacker là việc tốt hay là việc xấu? Hacker là tốt hay là xấu? Và có nên được nổi tiếng không? Còn tùy bằng tùy mục đích nữa. Đã là hacker là xấu chứ làm gì có tốt nữa mà tùy. Có ai khuyến khích đi làm hacker không? Cái bọn bọn Phúc có nói là hacker hoàn lương, là rõ ràng là đặt xấu mới hoàn lương cho tốt, ai hoàn lương làm cái gì? Không, các bạn trao đổi này một tí đi. Mình cũng thông thả thời gian chứ mình không bị áp lực về thời gian đâu. Thế đó các bạn có thắc mắc hay có vấn đề trao đổi, tại vì cái chủ đề đúng là chủ đề hot nhưng mà có một số vấn đề chúng ta cũng nên trao đổi. Bạn nào là giải thích cho mình ha. Hacker là tốt hay là xấu? Mình biết Hiếu PC hồi nãy nó đùa tụi em thôi cho mình biết Hiếu PC chứ. Hacker vì đất nước, các bạn bạn Nguyễn Duy Yên là nói là nếu hacker vì đất nước là sao? Hacker mũ trắng là tốt. Tại sao gọi là hacker mũ trắng? Tại sao là vì đất nước là tốt? Rồi bây giờ mình bàn cái ý của bạn Uyên trước ha. Mình nói là hacker vì đất nước là tốt. Nhưng quay lại, hacker như thế nào là vì đất nước? Và hacker như thế nào là không vì đất nước? Không, mà bạn Nguyên cho ý kiến này có thể bật mic lên nói cũng được cho nó tiền, không có công gõ. Mình gọi là hacker mũ trắng là tốt.
Rồi, cái ý của bạn Hương là nếu hacker phát hiện lỗ hổng bảo mật của hệ thống và báo cho doanh nghiệp để sửa hổng, tốt. Rồi, đồng ý, đây là tốt. À, những cái việc khác đó là tốt không? À, mà nó cái ý chỉ như cái mục tiêu là tốt đấy, nhưng mà việc hack vào hệ thống người ta là tốt không? Nếu giả sử không ai hacker hết thì việc gì phải bảo vệ đúng không? Mình giả sử nói là trong cái đường phố đi, mình biết là cái cộng đồng này không ai ăn trộm hết, à, thì việc gì mình phải khóa cửa đúng không? À, thì vì tồn tại những anh hacker như vậy, người ta buộc phải khóa cửa, à, phải phải che chắn nhà mình lại. Chứ nếu giả sử một xã hội mà an toàn hết, à, mình biết là mình để hệ thống đó mà chả ai sẽ không ai hack vào hệ thống mình cả, thì như vậy việc gì mình phải đóng cửa, việc gì phải bảo vệ? Tất cả phải vì những anh hacker như vậy anh tạo ra những cái nguy cơ mà buộc người ta phải phải dè chừng, người ta phải khóa cửa không? À, tương tự cái ý của bạn Nguyễn Đình Án vậy. À, hacker bù trắng thâm nhập vào hệ thống tìm điểm yếu, sau đó báo cáo lại cho công ty, à, thay vì sử dụng thông tin đó để tấn công hay đánh cắp dữ liệu công ty. À, thì nếu giả sử mà không có hacker thì việc gì chúng ta phải làm những việc như thế này? Đúng không? À, cái lập luận mình như vậy có hợp lý không? À, nhưng giờ thì hacker quá nhiều. À, đúng không? À, thì ở đây mình nói cái quan điểm của mình đi nè. À, nếu mà trong cái xã hội của mình á, trong cái cuộc sống xã hội của mình á, à, thì mình hacker là so sánh với đối tượng nào? À, hacker mà khi mình nói không dân mạng thì mình có hacker, nhưng nếu so sánh trong cái xã hội, trong cuộc sống của mình đi, à, trong không gian thật thì đừng nói không gian ảo, thì hacker nó tương quan với cái đối tượng nào? À, ăn trộm, à, đúng không? À, như vậy. À, tội phạm ăn trộm, nếu ăn trộm là tốt hay xấu? Ừ, không ai nói là ăn trộm là tốt cả đúng không? Nhưng mà giả sử, à, mình bắt ăn trộm rồi, nó ăn trộm nó tôi đột nhập vào nhà người ta để tôi tìm lỗ hổng, tôi báo chủ nhà, à, thuyết phục người khác được không? À, chẳng hạn mà đi ngang qua thấy nhà người ta dùng cái khóa không được tốt, hay là thấy người ta để sơ hở cửa, mình chạy vô mình bê đồ, à, thế là chủ nhà ra nó, à, tôi vào bê đồ xem thử anh phát hiện không, tôi báo là cho biết là nên đóng cửa lại chẳng hạn, à, thuyết phục người ta được như vậy không? À, và những cái hành vi như vậy đó là cách được chấp nhận trong cái xã hội mà sẽ là thật của mình hay không? À, dạ không hề đúng không, ý bằng thường. À, thì nếu chúng ta so sánh cái hành vi như vậy với cái hành vi hacker thì nó gần như nó tương đương với nhau. Như vậy tại sao chúng ta nói là hacker là có mục đích tốt, còn trong khi người ăn trộm người ta bảo là mục đích xấu? Không, các bạn xem cái suy nghĩ này tí đi. À, cái vấn đề mình nên trao đổi ha, tại vì nó thuộc về cái quan điểm. Như vậy, à, sau khi mình nói cái ví dụ như vậy rồi á, thì bây giờ các bạn kết luận như thế nào? Hacker là tốt hay là xấu? Cái còn tùy nữa không? À, Văn Kiệt là hacker là người cầm vũ khí, à, tùy vào mục đích sử dụng, à, vũ khí đấy thì tốt hay xấu. À, bản thân cái từ hacker nó đã có một cái hàm ý nhất định rồi đúng không? Các bạn đồng ý như vậy không? Hacker là một người đột nhập vào hệ thống khác, và đã đột nhập rồi thì làm gì còn tốt nữa, có đồng ý như vậy không? Ừ. Thế này ha, để mà so sánh với cái xã hội thực của mình á, cái không gian mạng nó cũng tương tự vậy thôi. À, trong cái xã hội, trong cuộc sống của mình ha, mình có một lực lượng gọi là an ninh, à, an ninh hay là công an, và cái đối trọng với công an, à, tức là cái lực lượng mà công an kiểm soát, à, là cái ăn trộm, ăn cướp đúng không? À, thì lúc này các bạn đã trao đổi rồi, hacker thì họ cũng cũng giống như ăn trộm vậy, và bản thân cái từ nó là đã xấu rồi, à, do đó mình nói là hacker mũ trắng này kia thực ra là đã xấu rồi. À,
chẳng hạn nếu mà một người công an đi ngang qua nhà mình, thấy là cửa nẻo nhà mình không tốt, họ gõ cửa, họ bấm, họ nói cần phải khóa lại, thì việc đó là việc tốt đúng không? Phát hiện những nguy cơ và họ báo, và đó là cái nhiệm vụ của bên an ninh, họ làm những chuyện như vậy đúng không? Còn trộm cũng có thể vào nhà, nhưng mà ông trộm vào rồi nói là tôi phát hiện rồi tôi báo thì cũng khó mà để thuyết phục người khác được. Đó đó là cái một ý cho các bạn thấy. Thì trên không gian mạng cũng vậy thôi, cũng có những người cũng đối tượng gọi là hacker, và khi nói từ hacker là mặc nhiên nó là xấu rồi. Rồi có những cái lực lượng cũng làm một cái động tác là gọi là bảo vệ an ninh cho cái hệ thống mạng, cái đó là còn. Thì chẳng hạn như là Việt Nam mình cũng sẽ có những công ty chuyên mà làm an ninh mạng, và bên chính phủ vẫn có cái tổ chức về an ninh mạng. Thì cũng chúng ta phân biệt rõ cái việc nào là nên là cái việc của chính phủ, và việc nào là việc không nên làm. Chẳng hạn các bạn cứ đi đột nhập vào hệ thống người khác rồi bảo là mình làm để mà tìm lỗ hổng báo cho người khác, chuyện đó là không đúng. Nhưng mà nếu một người được được trao cái quyền làm chuyện đấy thì họ làm là phù hợp. Thì đã phải phải biết là cái mình làm cái gì và vai trò nào trong cái ngành đấy. Cái đó là các bạn cần lưu ý chỗ này ha. Chứ không phải là cứ mình có năng lực rồi mình tới hack hệ thống người khác, rồi ai bảo tôi là hacker mũ trắng, tôi tìm lỗ hổng tôi báo lại, cái chuyện đó là không không đúng. Mặc định hacker là xấu. Một định cái mặc định mà đã đột nhập vào hệ thống của người khác mà không được phép là không đúng, là sai. Cửa người ta có để mở toang đó như vậy, nhưng mà nếu mà mình đột nhập vào mà mình không được phép của người ta là mình là sai. Luật Việt Nam thì nó chưa chưa chặt chẽ chỗ này, chứ luật ở nước ngoài nó có quy định rõ ràng. Cái máy tính nó giống như một cái căn nhà, nếu mà người khác đột nhập vào hệ thống máy tính của mình hay là đột nhập vào hệ thống máy tính của người khác, coi như là mình đã phạm luật, và phạm luật rồi tức là có thể bị bắt, thế thôi. Thì cái không gian mạng hay là cái không gian thực tế là nó xem cái tài sản là như nhau. Như vậy là để đây, trao đổi này để xác định với các bạn, một khi đã gọi là hacker là không tốt. Cái thứ nhất, lúc nãy cũng có một số bạn trao đổi là làm vì an ninh quốc gia, chẳng hạn vì mục đích là phục vụ đất nước là tốt. Như vậy ai được quyền, ai được trao quyền để phục vụ cho đất nước? Thì như câu chuyện mình nói lúc nãy, trong xã hội của chúng ta thì để bảo vệ đất nước thì mình có cái lực lượng an ninh, và mình có lực lượng quân đội, chứ không phải ai muốn thì bảo vệ cũng được. Thì lực lượng an ninh, lực lượng quân đội họ được trao cái nhiệm vụ làm chuyện đấy. Còn các bạn không có được trao nhiệm vụ thì các bạn nói tôi làm chuyện đó vì đất nước, thì các bạn cũng sai là sai, tại vì mình không có thẩm quyền làm chuyện đấy. Thế là vậy, là giả sử là bây giờ trong cái không gian mạng chẳng hạn, thì mình cũng có cái bộ phận của an ninh, cũng có bộ phận quân đội để bảo vệ cái sự an toàn của cái hệ thống mạng của Việt Nam. Để bảo vệ cái an toàn rộng lớn hơn tí là cái hoạt động của nhà nước Việt Nam chẳng hạn, hay là của cái toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chẳng hạn. Thì họ được trao cái quyền để làm một số việc gì đấy, họ có đặc quyền riêng thì họ làm, họ không có sai, và họ làm vì đất nước, họ không sai. Nhưng mà những người làm như vậy người ta không gọi là hacker, tại vì họ được cái trao quyền, họ có cái nhiệm vụ rõ ràng, người ta không gọi là hacker. Còn một khi đã dùng tên hacker có nghĩa là chúng ta làm việc không được phép, mà không được phép là nó xấu thôi. Không biết là mình lập luận như vậy là các bạn có đồng ý không? Cái ý của bạn Kiệt, nếu hacker được giao nhiệm vụ tấn công vào các tổ chức tội phạm thì sao? Thì như mình vừa nói đấy, nếu giả sử là mình làm bên cái đội ngũ là an ninh mạng, và nhiệm vụ của mình là để thâm nhập vào một cái tổ chức nào đấy, thì như vậy là ở đây mình phải phân biệt cái khái niệm nha. Ở đây là cái người được giao nhiệm vụ đó họ vẫn thâm nhập vào cái mạng của người khác, tức là nếu tiếng Anh là vẫn hack vào cái hệ thống của người khác, và họ làm theo một cái nhiệm vụ nhất định. Thì về cái mặt hành động, về hành động tức là họ hack vào cái hệ thống người khác có thể gọi là hacker, nhưng mà cái nhiệm vụ hay là
cái tên công việc họ làm, người ta không gọi họ là hacker, họ là một nhân viên an ninh, họ có nhiệm vụ làm chuyện đó và họ được giao nhiệm vụ làm chuyện đấy. À, mặc dù là động tác làm như vậy, nhưng một anh làm đó làm tự phát theo cái nhu cầu của mình, còn một một bên làm đó, là theo cái nhiệm vụ được phân công, có tổ chức đàng hoàng. Và những cái tổ chức như vậy là không ai gọi là tổ chức đó là hacker cả. Không biết là nói như vậy là kiểu thế nào. Mình nên phân biệt là cái hành động là đột nhập vào hệ thống khác và cái tên gọi là tên hacker, hai cái khác nhau nha. Rồi, hiểu đúng không? Tức là nói chung là những cái nhiệm vụ đặc biệt đấy thì phải được phân công, phải được cả những cơ quan thẩm quyền có thẩm quyền làm việc đấy, chứ không phải là ai muốn làm là làm. Đó là một cái. Rồi, quay lại một tí câu chuyện, các bạn nói là cái ngành là ngành security nó hot, đúng không? Đó. Thì các bạn xem thử là có trường nào, đại học nào mà đào tạo hacker không? Các trường đại học nào đào tạo hacker không? Không đúng không? Trong cái môn học mình lúc nãy lướt qua là thấy chữ hacker là thấy chữ xấu rồi, trong thì cũng tụi em cũng phân biệt ha. Không trường đại học nào đào tạo hacker cả. Mặc dù là có những khóa về an ninh mạng, có những khóa người ta đào tạo là cái cách thức mà hacker có thể tấn công vào mạng như thế nào. Tức là những người làm về an ninh mạng họ biết những cái kỹ năng đấy, nhưng người ta không gọi họ là hacker. Người ta nào đào tạo những nghiệp vụ về an ninh mạng, vân vân, thì họ biết. Thì cũng cũng chia sẻ thế này. Thì nhiều khi truyền thông hay là nhiều khi mà bên xã hội ấy, nó nói nhiều khi hay quá, là nhiều bạn trẻ, nhiều bạn nhỏ là thần tượng hóa hacker. Thì lúc nãy là đề cập với tụi em là có ba cái vấn đề liên quan tới an ninh mạng. Bên là đột nhập vào hệ thống người khác, tấn công vào hệ thống người khác, và thứ hai là cái bên bảo vệ cái hệ thống khỏi tấn công. Như vậy theo các bạn là bảo vệ dễ hơn hay là tấn công dễ hơn? Tấn công dễ hơn đúng không? Đó là hiển nhiên. Tức là để đi ăn trộm thì dễ. Chẳng hạn như mà chúng ta thấy trộm ngoài đường, trộm vặt á, đi ngoài đường thấy cái cửa nhà nào mà sơ hở cái nhảy vô cái lượm ra, đâu cần phải đào tạo gì đâu. Nhưng mà thường là bên 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 bên, bên, bên trộm á, là nổi tiếng hơn hay là bên bảo vệ nổi tiếng hơn? Các bạn thấy thế nào? Chẳng hạn lâu lâu có một vụ trộm mà hơi đình đám tí là nổi tiếng liền đúng không? Còn bình thường cái lực lượng bảo vệ người ta âm thầm, người ta làm đằng sau, người ta bảo vệ hết chỗ này chỗ khác, có bao giờ họ nổi tiếng lên không? Cho để tụi em thấy như vậy. Hacker có thể nổi tiếng nhưng mà về chuyên môn, về nghiệp vụ của họ không không giỏi hơn những cái bên tấn công đó, bên bên bảo vệ đâu, cái bên nghiệp vụ mà bên an ninh đâu. Tại vì sao? Để ăn trộm được, để mà tấn công được, người ta chỉ dùng một hai cái phương thức nào đó để mà người ta có thể tấn công được vào một hệ thống. Tuy nhiên để bảo vệ được một hệ thống thì người ta phải biết được gần như là hầu hết các cái kiểu tấn công mới có thể bảo vệ được. Tại vì nếu mình bảo vệ mà mình không biết người ta tấn công như thế nào thì làm sao bảo vệ? Như vậy cái bên bảo vệ luôn luôn và là nghiệp vụ phải tốt hơn bên tấn công rất nhiều và phải toàn diện hơn bên tấn công rất nhiều thì mới bảo vệ được. Nhưng thông thường những người làm bảo vệ thì họ làm âm thầm đằng sau, chứ người ta cũng không có ra mặt và do đó cũng không ai ghi nhận được là lực lượng bảo vệ này nổi tiếng thế nào cả. Nhưng mà bên mà bên bên tội phạm, là bên mà bên gọi là hacker, lâu lâu làm được cái vụ gì đó cái tự nhiên nổi tiếng lên. Lúc nãy các bạn nói là Hiếu PC chẳng hạn. Thì vừa rồi mình nhớ đọc bài báo nào đấy thì Hiếu PC cũng lên tiếng, nói thực ra cũng mình không không giỏi gì lắm đâu, tự nhiên phát hiện cái lỗ hổng đó là mình ăn trộm thôi và tự nhiên nổi tiếng thôi. Chứ còn nghiệp vụ cũng không không hẳn là giỏi. Thì nói cho các bạn như vậy. Nhiều khi là nổi tiếng chưa hẳn là tốt, mà nổi tiếng chưa hẳn là giỏi. Có đồng ý với mình không? Có đồng ý không? Do đó là nhiều khi cộng đồng nói thế này kia, người này người kia ha, nhưng mà người giỏi thật sự là những người mà đứng đằng sau để bảo vệ các hệ thống như vậy, mà họ họ nhiều khi là ít khi lên tiếng.
À, có đồng ý với các bạn, với các bạn đồng ý cái này không? À, các bạn nào có ý kiến khác không? Rồi còn một vấn đề nữa các bạn cũng 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 chắc là cũng nên tìm hiểu à. Cái ngành mà an ninh á, trong cái xã hội nào cũng cần à. Thì trong không gian mạng vậy, ngành an ninh mạng xã hội nó cũng cần à. Nhưng mà để mà làm được cái ngành an ninh á, trong thực tế cũng vậy, trong 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 mạng cũng vậy, nó cũng không dễ à. Ngoài những vấn đề về kỹ thuật à, như mình trao đổi lúc nãy là phải giỏi là kỹ thuật kia à, và nó còn cái vấn đề đạo đức trong đấy nữa à, tại vì mình nắm những cái công cụ như vậy và mình hiểu biết những cái công cụ như vậy, nhưng mà nếu mà cái đạo đức mình không tốt thì nó cũng sẽ tác động đến cái việc làm của mình à, các bạn đồng ý không? Đồng ý à, giả sử các bạn làm phụ trách an ninh mạng cho một cái ngân hàng nào đấy thì hầu như là các bạn nắm hết tất tần tật thông tin trong cái cơ sở liệu của ngân hàng đấy. Hãy nói năm nay là cái sinh mệnh của cái ngân hàng đấy nằm trong tay của các bạn, thì liệu họ tuyển dụng những người làm vị trí đó có dễ không? Và họ có tuyển một cách ồ ạt giống như là cái làm cái bên cái nhánh phần mềm không? Để cho các bạn thấy thế này nè, cái ngành an ninh mạng là ngành hot 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 lúc này giải thích tụi em rồi, có thể tụi em thấy hot là nhìn góc độ là hacker hot và góc độ tấn công này kia là hot à, nhưng mà nó hot cái nghĩa là ở đâu người ta cũng cần à, trong cái thời đại nào người ta cũng cần cái đội ngũ đó hết à, nó hot là chỗ đấy theo mình, cái góc nhìn của mình đó, nó hot và quan trọng là chỗ đấy à. Tuy nhiên đào tạo được một người giỏi về cái mạng đấy không dễ tí nào à, tại vì nó cần rất nhiều kỹ năng, kiến thức là cần rồi nhưng mà cũng cần rất nhiều kỹ năng để đào tạo không dễ à, ngoài cái chuyện mà đào tạo theo chương trình thì nó còn cái đào tạo theo cái kỹ năng, những cái bài thực hành và những cái kinh nghiệm thực tiễn nữa chứ không dễ à, như vậy đào tạo rất khó, đào tạo ra một người như vậy đã khó rồi à, mà để mà tìm được một việc làm phù hợp trong cái thị trường đó cũng rất khó, tại vì người ta tuyển dụng những người làm cái vị trí này rất khắt khe chứ không phải ai người ta cũng tuyển dụng à, mặc dù là họ sẵn sàng trả lương rất cao nhưng mà không phải ai họ cũng tuyển à, thì không biết là các bạn là đã học tới năm ba rồi à, có tìm hiểu cái thị trường mà lao động hay không, thì coi thử cái số lượng vị trí mà tuyển dụng trong cái mảng an ninh mạng này nó nhiều ít à, các bạn cho ý kiến mình tí rồi phản hồi tí mình nắm thông tin xem. Bây giờ chẳng hạn tuyển vị trí lập trình web, tuyển vị trí làm một dự án về AI hay là một dự án phần mềm biết Java này kia nó nhiều ít, còn tuyển một vị trí mà làm phụ trách an ninh mạng cho một công ty nào đấy có thể nhiều ít à, web app thì rất nhiều à, đúng rồi là bạn bạn nghĩ ngoài thương là nó ít lắm ạ à. Còn web app thì nhiều à. Do đấy là ở đây cái kinh nghiệm của các thầy cũng cho tụi em thấy đấy à. Tức là cần thì người ta cần, tuyển thì tuyển rất khó à, kiến thức về an ninh mạng bây giờ nó không chỉ để mà làm phụ trách vị trí an ninh, nhưng mà giờ phát triển một cái web app chẳng hạn thì mình cũng cần kiến thức an ninh mạng trong đấy đấy, có thể ít nhiều gì đấy, thì đó lý do tại sao môn học này vẫn có cái phần về an ninh mạng trong này à, tại vì đó là kiến thức gần như là mọi người cũng phải biết à, thì đấy là chia sẻ với tụi em như vậy à, đào tạo người làm về an ninh mạng cũng sẽ rất khó à, đào tạo kiến thức về an ninh mạng thì dễ à, môn học là cái chương trình học này cũng có môn an ninh mạng cả, nhưng mà đào tạo người làm chuyên về đấy mà để đảm đương được vị trí giống như cái làm lực lượng an ninh là khó vô cùng à, và tuyển dụng nó cũng khó à, cái khoa mình hiện nay ở thạc sĩ có chương trình về network security à, nhưng mà tuyển dụng tuyển mà tuyển người học cũng khó à, tại vì các bạn biết đặc thù ngành đó, nó hơi khó à, trong khi những ngành như AI hay là data science này kia là tuyển sinh rất dễ. À, thì như nó khó là như mình nói tụi em đấy, là nhu cầu luôn luôn có à, nhưng mà đào tạo nó cũng sẽ khó và tuyển dụng cũng sẽ khó và rất khắt khe trong vụ này thôi, thì đấy là mình nói qua một cái câu chuyện à, liên quan tới cái an ninh mạng à, để tụi em có một bức tranh tổng thể về cái này, tại nhiều khi là mình không tiếp xúc cái thông tin một cách chính thống mà chỉ trao đổi qua cái cộng đồng này kia hết
à, thì cái thông tin cho tụi em có thể có không đầy đủ, không hình dung được bức tranh đầy đủ của mảng này như thế nào. À. Rồi, thì đó phần mà phần giới thiệu cái môn này, à, cái phần này nó hơi dài một tí. À. À, tụi em có thắc mắc gì không? Trước khi chúng ta vào cái phần chính. À, có câu hỏi là lăn tăn gì, muốn biết gì về cái mảng này hay không? Thì cứ ý kiến ha. Sao thấy im lặng rồi? Rồi thì nếu không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu cái phần là nội dung chính ha. Bây giờ mới vào nội dung chương số 8 nè. À, chương số 8 thì nó sẽ có là 8 mục ha. Thì nó cái câu hỏi đầu tiên nó quay lại là cái network security là cái gì ha, thì lúc nãy mình đã giải thích rồi. À, thì ở đây người ta trình bày một góc độ khác thôi. À, rồi sẽ đến cái phần là liên quan tới cryptography vân vân. À, thì mình đi qua một từng nhóm một. Nhưng mà những cái phần đầu tiên á, tập trung vào cái nguyên lý hoạt động là chính. Còn cái phần thứ hai thì tập trung vào cái ứng dụng trong thực tiễn như thế nào. À, thì lúc nãy là hôm trước á, nói với tụi em là cái network security mình có ba ba cái nhóm công việc. À, thứ nhất là cái ba cái vấn đề liên quan, tức là thứ nhất là người ta tấn công vào các hệ thống mạng như thế nào, vấn đề thứ hai là bảo vệ như thế nào, và thứ ba là thiết kế những hệ thống để mà miễn nhiễm được tấn công như thế nào. À, thì đã là ba cái hoạt động chính trong cái network security. À, thì đây là người ta trong cái chương này người ta liệt kê cụ thể hơn, à, về những cái việc mà sẽ phải làm. À, vấn đề thứ nhất là vấn đề bảo mật. À, bảo mật như thế nào, tức là trong quá trình trao đổi dữ liệu trên mạng chúng ta bảo mật thông tin đó như thế nào để đảm bảo là chỉ người gửi và người nhận nắm được cái thông tin đó thôi, bên thứ ba không không xem được thông tin như này. Vấn đề thứ hai là xác thực. Xác thực khi chúng ta trao đổi qua mạng thì làm sao cái biết được cái người mà mình đang trao đổi đó là cái người mình thực sự muốn trao đổi. À, làm sao biết cái người đó là không phải là người giả, hay người mạo danh, vân vân. À, thì đây là vấn đề khá quan trọng trong mạng máy tính. Vấn đề thứ ba là vấn đề là cái thông điệp, tính toàn vẹn thông điệp. À, khi chúng ta nhận một cái email trên mạng, à, nhận một cái message qua mạng, thì làm sao chúng ta đảm bảo là cái nội dung thông điệp đó không bị chỉnh sửa. À, không bị chỉnh sửa, à, vân vân, à, hay là không bị chèn thêm cái tự, không bị xóa bất cái tự, vân vân, à, nó nằm trong vấn đề là cái nội dung thông điệp. Và nhóm công việc thứ tư là liên quan tới cái tính sẵn sàng của dịch vụ. À, chúng ta cung cấp một dịch vụ qua nền web chẳng hạn, qua một website, thì làm sao đảm bảo cái dịch vụ đó nó thể tiếp cận là 24 trên 4 và 7 trên 7, mà hay nói ngắn là 24/7 đấy. À, làm sao đảm bảo như vậy, thì đấy là những vấn đề mà cái network security phải giải quyết. À, thì khi mà nói đến vấn đề an ninh đúng không, thì luôn luôn sẽ có là bạn và thù. À, bạn và thù thì trong thực tế ai là bạn và ai là thù? À, thì bạn là những người mà có nhu cầu trao đổi thông tin giống như Alice và Bob này. À, còn thù, à, thù hay là cái xấu là một bên thứ ba nào đấy mà có những cái mục đích không phù hợp, mục tiêu không phù hợp để mà tác động lên cái hai người bạn kia. À, thì đây là cái bức tranh này là bức tranh khá nổi tiếng, à, trong cái lĩnh vực mà security. À, khi mà đọc cái cuốn sách nào hoặc đọc bài viết nào mà có Alice và Bob ở 2D, à, thì có nghĩa là cái cuốn sách đó hay bài viết đó nói về an ninh mạng hay là security, à, ba cái tên mà phổ biến ở trong cái mạng này. Thì trong thực tế ai có thể là Alice và ai có thể là Bob? À, chẳng hạn khi tụi em mà thực hiện một cái giao dịch qua mạng chẳng hạn, à, thì cái điện thoại của các bạn có thể là Alice và cái web server chẳng hạn, à, có thể là Bob, đúng không?
tức là những cái người dùng thông thường trên mạng hoặc có nhu cầu trao đổi thông tin. Thế kẻ xấu là như thế nào và họ có thể làm như thế nào? Thì lúc nãy là trình bày phần trước của chương một cũng có liên quan rồi. Chẳng hạn là người mà ăn cắp thông tin từ thông điệp, người chỉnh sửa thông điệp, người mạo danh, người hacker, lúc nãy mình nói nhiều hacker, tức là đột nhập vào hệ thống người khác và chiếm quyền điều khiển hệ thống người khác, rồi tổ chức tấn công từ chỗ dịch vụ, vâng vâng, thì đó là những cái hành động. Và theo chiều từ trên xuống dưới, cái mức độ nghiêm trọng nó ngày càng lớn. Hacking là giống như chiếm quyền điều khiển cả một cái server rồi, thì họ làm được nhiều thứ trên đó. Hoặc là denial of service là làm cho một cái dịch vụ nó bị tê liệt luôn, như thế thì nó có nhiều độ như vậy. Rồi thì đấy là cái tổng quan. Về cái phần tổng quan này, các bạn có cái câu hỏi thắc mắc gì thêm không? Chắc là lúc nãy mình nói hơi nhiều rồi. Thì có thêm một số ý nữa, các bạn có thắc mắc gì với các ý vừa rồi? Nào, không có không? Nếu không có thì mình thêm một tí nữa liên quan tới cái cryptography. Cryptography, tiếng Việt mình hay gọi là cái mật mã học. Nôm na là một cái ngành học về mã hóa và giải mã. Và cái này cũng có cả ngàn năm nay chứ không phải mới. Nó chẳng cái gì mới cả. Thì trong cái ngành mật mã học nôm na thế này. Chúng ta có một cái văn bản thì tiếng Anh hay gọi là plain text. Văn bản đó ai cũng có thể đọc được hết. Và chúng ta có nhu cầu là bảo vệ nó để mà bên thứ ba không thể đọc được. Thì để bảo vệ thì thông thường người ta áp dụng là những giải thuật mã hóa. Những giải thuật mã hóa. Và nó tạo ra một văn bản khác, ta gọi là cái ciphertext. Cái ciphertext là văn bản đã được mã hóa rồi. Và bên thứ ba có thể tiếp cận, nhưng mà việc mã hóa sẽ giúp là bảo vệ nội dung mình bên trong đó. Và để phục hồi lại cái văn bản gốc thì người ta phải áp dụng các giải thuật giải mã để phục hồi lại bản cũ. Thì đó là cái quy trình mà trong ngành mật mã nói chung làm những việc như vậy. Thì việc mã hóa và giải mã thì thường liên quan tới những cái key hay gọi là chìa khóa. Thì cái chìa khóa mà dùng để giải mã và chìa khóa dùng để mã hóa có thể giống nhau hoặc là có thể khác nhau, tùy vào cái giải thuật. Và người thường người ta biểu diễn cái key, cái chìa khóa bằng cái KA hay là KB. KA tức là cái khóa của Bob, của Alice, và KB là cái khóa của Bob, vân vân. Thì cái biểu diễn ký hiệu thế này, thường cái message là người ta gọi là plain text là M. Mã hóa cái message M bằng cái chìa khóa KA, thì viết tắt như thế này, KM. Và để giải mã thì người ta viết KB, KA, KM, đúng không? Thì đây là cái quy trình. Thì đã những ký hiệu thì em nhìn sẽ thấy. Thì để mà giải mã, tức là giải mã ở cái bên thứ ba, giải mã hay là tấn công thì có nhiều cách. Có một số trường hợp thì bên tấn công họ chỉ có được cái bản là ciphertext thôi, tức là bản dữ liệu, cả bản văn bản được mã hóa, và họ tìm cách là giải mã từ cái ciphertext này. Đó là một cái. Để giải quyết vấn đề này, thường người ta có thể là dùng cái proof of, tiếng Việt mình hay gọi là vết cản, là tìm hết tất cả các cái cách để mà giải mã nó. Hoặc là cách thứ hai là dùng thống kê. Thống kê này để giải thích cho em cái thống kê này. Mỗi cái ngôn ngữ nó có những cái đặc điểm riêng. Chẳng hạn đối tiếng Việt mình chẳng hạn, thì cái tần số xuất hiện những cái từ như là a, á, ở chẳng hạn, nó sẽ như thế nào? Tần số mà xuất hiện những cái phụ âm như là m chẳng hạn, m, n như thế nào? Hay là cái độ dài của mỗi cái từ ở chẳng hạn, là ngắn dài như thế nào? Thì mỗi ngôn ngữ đều có một cái đặc điểm như vậy hết.
À, thì nếu mà những cái giao thuật mã hóa mà nó còn bảo tồn được đặc điểm ngôn ngữ thì người ta có thể dùng các biện pháp thống kê này để mà vẽ khó vẽ khó đó. À, thì đấy là cái tiếp cận. À, cái nhóm thứ hai là trường hợp là người ta tấn công, người ta biết được cái cipher text và người ta biết luôn cái plain text, vì cái vấn đề của họ là tìm ra cái quy luật mã hóa hoặc là tìm ra cái chìa khóa liên quan. À, thì đấy là đó là những cái vấn đề. À, rồi thì trong thực tế về mã hóa, mình đi từ cái đơn giản trước ha, mã hóa thì nó cũng chia thành nhiều nhóm. À, một cái mà phổ biến mà cổ điển nhất từ trước đến nay ấy, thì người ta gọi là cái symmetric key cryptography. À, nếu tiếng Việt mình gọi là khóa đối xứng, dùng chữ khóa đối xứng. À, vì sao gọi là đối xứng? À, trong cái phần mà mã hóa giải mã thì họ dùng đúng một cái chìa khóa. À, dùng đúng cái chìa khóa này để mà mã hóa hay dùng đúng cái chìa khóa này để giải mã. Thì giống như tụi em thấy ở nhà nhà mình hay phổ biến là trường hợp này, tức là mình có một cái ổ khóa mà muốn mở khóa cũng dùng cái chìa đấy, mà muốn khóa cũng dùng cái chìa đấy. À, thì ta mới dùng đấy. Thì cái trường hợp này người ta gọi là khóa đối xứng. À, thì cái này cái ưu điểm của nó là khá đơn giản. À, và người ta dùng cả cả ngàn năm nay rồi. À, nhưng mà cái nhược điểm của nó, một vấn đề lớn là làm sao mà giữa bên gửi và bên nhận, tức là trong trường hợp này là bớt phải đấy, có thể mà đồng đồng nhất hay là cùng chia sẻ đúng một cái chìa khóa này. À, thì để chia sẻ chẳng hạn, thì hoặc là hai người gặp nhau trực tiếp và thống nhất cho một cái chìa khóa, hoặc là gửi qua mạng chẳng hạn. Và nếu mà gửi qua mạng thì thay vì người ta tấn công vào cái cipher text và plain text này, người ta tấn công vào cái quá trình mà trao đổi cái chìa khóa này. Còn nếu mà hai người gặp nhau để trao đổi chìa khóa, mà nếu một cái chìa khóa mà dùng đi dùng lại nhiều lần thì cái nguy cơ bị lộ nó sẽ cao. Nguy cơ lộ cao thì cái mức độ an toàn nó sẽ giảm xuống. Thì nói chung đối với chìa khóa, gọi là cái mã hóa mà dùng chìa khóa đối xứng, thì cái vấn đề thực ra là hai bên thống nhất nhau như thế nào cái chìa khóa đấy. Thì trong cái nhóm giải pháp này á, thì nó có nhiều cái giải thuật. À, thì một cái gọi là cái substitution cipher, cái này có lẽ nhiều bạn biết rồi. À, giả sử là mình dùng bảng chữ cái từ A đến Z. À, và trong cái giải thuật này á, thì người ta sẽ thay đổi một cái ký tự từ bảng plain text sang cái cipher text. À, đây là cái chuỗi mà ký tự thay thế. À, do đó là khi trong quá trình mã hóa thì người ta lấy một ký tự trong cái văn bản plain text thay thế bằng một ký tự khác để mã hóa. À, thì đây là hai dòng. À, và cái key này á, cái chìa khóa trong trường hợp này chính là cái bảng mà ánh xạ giữa cái bảng chữ cái gốc và bảng chữ cái mà dùng để thay thế. Thì cái này người ta đã làm cả ngàn năm nay. À, người ta thỉnh thoảng cái tên khác gọi là cái Seja Cipher, đúng không? À, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó bảo tồn được các cái đặc điểm của ngôn ngữ. À, chẳng hạn tiếng Anh á, là hai các từ ai thì hãy đứng mình nó, từ ai hay từ ở đứng mình nó, thì trong trường hợp này chữ ai đứng mình. À, và khi mã hóa ra là chữ S sẽ đứng mình. À, thì như vậy là người ta có thể đoán là chữ S này hoặc là tương ứng với chữ chữ Y hoặc là chữ A. À, thì họ dò một vài lần ra. À, trong tiếng Anh chẳng hạn, cái từ you này dùng khá phổ biến chẳng hạn, và you ba cái tự. À, thì ở đây nó tìm trong bảng được mã hóa thì những tìm những từ ba cái tự đó, và người ta thử ánh xạ và you hay là the. À, cái từ khác là dùng khá phổ biến nữa là từ the. À, thì người ta thử một vài lần người ta tìm ra được quy luật, mà ra quy luật thì người ta giải mã được. Hay nói nôm na là với cái mã hóa mà dùng 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 cái phương án mà thay thế substitution cipher thì người ta dùng các biện pháp thống kê, người ta phải giải mã được. À, về cái bây giờ đối với bây giờ là cái giải những giải pháp này thì giống như trò chơi trẻ con thôi, nó không có ý nghĩa nhiều trong thực tế. Thì đây là cũng 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 có một số giải pháp khác làm phức tạp hơn, nhưng mà nói nôm na là cái này là bị cái nhược điểm là người ta có thể dùng thống kê để mà giải quyết. Rồi, tức là chúng ta dừng tí đây giải lao đi. À, rồi bắt đầu tiếp cái phần kế.